Chào cả nhà yêu, lại là Vân đây và bên cạnh Vân là Dược sĩ Thảo nha. Rồi, thì hồi trước đó mọi người, trước khi mà ra một cái clip review về các sản phẩm đó thì các bạn trong team dược sĩ sẽ cùng sử dụng và đưa ra được những cái nhận xét khách quan nhất có thể để giới thiệu đến mọi người. Thì hôm nay để đổi không khí một xíu, Vân đã rủ được Dược sĩ Thảo ra đây và hôm nay thì mình sẽ review về serum HA để gửi đến cả nhà nha. Rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu nha. Thì đầu tiên, serum là một trong những sản phẩm không thể thiếu trong quy trình chăm sóc da hàng ngày. Và dạo gần đây, Dr. Agnes nhận được rất nhiều sự quan tâm về vấn đề da dầu mụn và sẹo mụn thì có nên sử dụng serum HA hay không? Thì có phải tất cả các tình trạng da đều chỉ sử dụng một loại serum hay không? Để giải đáp những thắc mắc trên, hôm nay mình và Vân sẽ gửi đến các nhà một video nho nhỏ về ba loại serum HA đang có mặt tại phòng khám Dr. Agnes nha. Thì những loại serum này được các bác sĩ da liễu tin rất là tin dùng. Đặc biệt là ở video hôm nay, tụi mình không hề nhận kinh quảng cáo từ những nhãn hàng nào cả. Tụi mình review dựa trên cảm nhận của bản thân. Nên mọi người hãy ủng hộ cho tụi mình nha. Đầu tiên thì Vân sẽ nói qua một chút về serum HA cho mọi người dễ hiểu ha. Thì serum HA là dòng tinh chất chăm sóc da có thành phần chính là hyaluronic acid, mình hay còn gọi tắt là HA đó mọi người. Nó sẽ có vai trò là giữ ẩm và duy trì độ săn chắc cho bề mặt da. Thì HA thì vốn là sẽ được sản xuất tự nhiên bởi cơ thể, tuy nhiên là theo thời gian nó cũng sẽ bị giảm đáng kể, khiến cho da mất nước này, khô ráp và chảy xệ. Đó là lý do tại sao HA được nghiên cứu rộng rãi và đặc biệt là ở dạng serum. Và đặc biệt hơn là serum HA rất thích hợp cho làn da đang trong giai đoạn treatment luôn nè mọi người. Đầu tiên là một em serum đến từ thương hiệu dược mỹ phẩm nổi tiếng ở Pháp, có nguồn gốc từ xứ khoáng Ure tinh khiết hơn 2000 năm. Nói tới đây thì mọi người cũng đoán được là Vân nói đến loại nào rồi đúng không nè. Và những sản phẩm của Ure cũng được tạo ra từ những lợi ích của nguồn nước khoáng này đó mọi người. Với 10,5% phức hợp Thermal Biotic, đây là phức hợp giữa nước khoáng Ura và Rebiotic, thì sự kết hợp này sẽ giúp tái cân bằng hàng rào bảo vệ da và hệ vi sinh, giúp cho làn da trở nên dịu hơn. Kế tiếp là thành phần giàu chiết xuất từ rau má này, hyaluronic acid và vitamin B5 thì sẽ giúp phục hồi và dưỡng ẩm sâu cho làn da, thúc đẩy quá trình tái tạo và nuôi dưỡng làn da một cách sáng khỏe đó mọi người. Rồi, và kết cấu của em này á, thì cũng không quá đặc, cũng không quá lỏng mọi người. Nói chung là khi mà thoa lên da, cảm giác nó sẽ thấm vào da ngay lập tức đó mọi người. Ngoài ra em này còn chứa các dipeptide giúp kích thích tái tạo da, ngăn ngừa tình trạng lão hóa da nữa nè. Thì một điều mình thích ở em này á, thì nó không hề chứa mùi thơm luôn nha. Rất là phù hợp với những bạn bị dị ứng với mùi nè. Còn về vỏ chai bên ngoài đó mọi người thì cầm rất là chắc chắn và Vân cảm thấy là kiểm thích rất đẹp nè. Cái sản phẩm cũng rất là dễ lấy và mình có thể kiểm soát được cái lượng serum mà muốn sử dụng luôn nha mọi người. Đó. Kế tiếp là một em serum HA đến từ nhà Good & Dog. Thì đây là một thương hiệu dược mỹ phẩm khá nổi tiếng tại Hàn Quốc. Và cái tên của nó cũng rất là đặc biệt đó mọi người. Nó sẽ bắt nguồn từ hai chữ. Thì ai có biết hai chữ này là như thế nào thì comment cho Vân với Thảo biết nha. Thì serum Good & Dog Hyaluronic nó sẽ có tác dụng là hiệu quả trong việc là cấp ẩm và phục hồi nhanh chóng đó mọi người. Hãng này thì cũng được đánh giá rất cao về quy trình sản xuất cũng như là cái bản thành phần lành tính nè, an toàn với mọi loại da kể cả da nhạy cảm luôn nha mọi người. Về chai này á, thì mình thấy là thiết kế nó cũng khá giống những loại serum khác phổ biến trên thị trường thôi à. Nói chung là cũng dễ sử dụng lắm mọi người. Kết cấu của em này thì không quá lỏng cũng không quá đặc, vừa đủ để thấm vào da. Tuy nhiên trong thành phần của em thì có HA, adenosine và niacinamide nên cấp ẩm rất là ok la luôn. Nhưng mà về thành phần B5 thì mình không thích lắm vì mình không cảm nhận được sự phục hồi của em này. Đó là cảm nhận riêng về bản thân mình thôi, không biết Vân thì thấy sao ha? Trộm vía thì da chị cũng chưa bị kích ứng lần nào hết, cho nên là cũng chưa có dịp là test được cái khả năng phục hồi của em này. Tuy nhiên thì mấy ngày trước là da mình cũng có xuất hiện vài em mụn á, cho nên là cũng có dịp là dùng mấy cái sản phẩm treatment mạnh như là retinol, BHA hay là AHA đó mọi người. Thì da nó cũng sẽ kiểu là nó hơi bong chóc một xíu. Và sau đó thì mình có dùng thử em này á, thì thấy cũng khá là êm á, da cũng không có còn bị bong nhiều nữa. Em đố chị là có một em HA chỉ 9% ít thôi, nhưng mà mình vẫn muốn nói đến vì rất hiệu quả trong việc điều trị mụn luôn. Có thể là cấp ẩm, phục hồi không bằng ai, nhưng mà để dùng cho da mụn thì không ai bằng luôn nè. Em đố chị là loại nào á? Nếu mà nói vậy thì chỉ có SVR thôi. Chính xác luôn. Cuối cùng thì là em serum đến từ hãng SVR này mọi người. Thì em này á, phải nói là nó xịn sò từ bao bì cho tới chất lượng bên trong luôn ý. Và với chai thủy tinh màu xanh này, rất là cứng cáp luôn mọi người.
Đây cũng là một cái màu rất là đặc trưng của dòng Sepia Clear của hãng luôn đó mọi người. Và chai này thì được thiết kế dưới dạng là vòi bơm này để tránh cái tình trạng là oxy hóa, nhưng lại là rất là khó mà kiểm soát khi mà lấy sản phẩm luôn đó mọi người. Đây. Cái cấu của em này á, ở dạng sữa lỏng siêu nhẹ, khi thoa lên da bạn sẽ cảm giác là khả năng thẩm thấu của nó rất là nhanh luôn. Mà em xài thì thấy em này hơi khó chăm chích một tẹo á chị. Với mùi thì em thấy cũng hơi nồng một chút, nhưng mà sẽ hết ngay sau khi apply ha. Thì lúc đầu đó chị xài cái sản phẩm này thì cái lần đầu nó cũng sẽ cái cảm giác nó cũng chăm chích, nhưng mà từ từ nó cũng sẽ quen. Tại vì trong cái công thức của em này đó, nó chứa nồng độ cao có hoạt chất đó là cái cặp đôi hoàn hảo gluconolactone 14% và niacinamide 4%. Thì cái này nó sẽ giúp hỗ trợ trị mụn và làm mờ thâm mụn rất là hiệu quả. Và bên cạnh đó thì nó còn giúp mình điều tiết cái lượng dầu thừa và xe khít lỗ chân lông của mình nữa đó. Ngoài ra thì Vân thấy là trên bao bì hãng còn có đề cập đến phức hợp retinoid like hyaluronic acid, thì nó sẽ giúp được ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa này, làm mờ nếp nhăn. Tuy nhiên á, thì khi mà tìm hiểu thì mình không rõ là HA trong em này có bao nhiêu phần trăm nữa. Và khi mà đọc bảng thành phần thì HA nó sẽ ở dạng muối nha mọi người, mà nó còn nằm ở giữa bảng thành phần nữa, nên là cũng không phải là thành phần chính luôn. Nên là cái công dụng mà ngăn ngừa lão hóa với lại cái nếp nhăn đó thì mình cần cái thời gian nhiều hơn để kiểm chứng. Nhưng mà đối với da giàu mụn đó thì dùng em này thì khỏi phải bàn luôn mọi người. Nói chung hiệu quả của em này á, thì em thấy ok la, mà có điều da em dùng lâu á, thì thấy hơi vó một tí, thì không biết đó là do thành phần hay là do mình không biết cách bôi nữa. Chị nghĩ là chắc cũng tùy da, chứ da chị thì ok lắm, chẳng biết là không có cái tình trạng này. Và đặc biệt á, là em này còn không chứa cồn nè, không chứa paraben và dầu khoáng và chất tạo màu nữa, cho nên là rất an toàn trên mọi loại da luôn, kể cả da nhạy cảm hay là da kích ứng nha mọi người. À đúng rồi, và em này á thì nó sẽ có một chút hương liệu nhưng mà cũng không ảnh hưởng mấy đâu nè. Rồi, tuy nhiên không phải tất cả các tình trạng da nào đều có thể dùng cùng một loại serum đâu nha. Đặc biệt hơn là đối với làn da dầu mụn và sẹo mụn thì sẽ rất khó chịu, nên bạn đừng tự ý sử dụng nhé. Điều mà bạn nên làm lúc này là hãy đến Dr. Agnes để được bác sĩ da liễu thăm khám và tư vấn loại serum phù hợp với tình trạng da hiện tại của mình nè. Và nếu mà các bạn muốn tụi mình làm thêm chủ đề gì nữa thì cứ comment dưới đây cho Vân và Thảo biết nha. Đừng quên nhấn like và follow ủng hộ tụi mình nhé. Hẹn các bạn ở các clip sau, chúng mình sẽ gặp lại nhau nha. Bye bye, bye, bye.